Xin chào mọi người đang xem kênh Dì Quên TV Cooking nha. Hôm nay em Ba Đông sẽ nướng lòng bò và lòng heo cho mẹ vợ Việt Nam ăn thử nha mọi người. Đó, giờ mình đổ cho mình nướng trực tiếp luôn, làm liền luôn. Wow, mùi bốc lên chắc ngất luôn á. Cho chắc là mình cần miếng vừa ăn nha. Mình sẽ nướng cho đến khi nào mà nó chín vàng hết trơn mới được nha mọi người. Rồi, sau khi mình nướng khoảng 20 phút thì bây giờ ruột của mình nó đã vàng ươm, giòn ở ngoài, mềm ở trong rất là ngon rồi. Cái món này là mình phải chiên cho nó vàng ở ngoài như vậy là mới ăn được nha mọi người. Đó, giờ đạt chuẩn quốc gia rồi đó. Giờ mình lên mình dứt nè. Món này mình sẽ ăn kèm với rau xà lách các loại, rau gói nha mọi người. Tương chấm chuyên dụng của món này: tỏi và ớt tươi, hành tây và ớt ngâm tương. Mời mọi người ăn cùng cả nhà có tiếng nha. Ăn nhiều nha mẹ. Mời đi xem. Chồng muốn nhiều. Ổn만에 chưa thì. Ghế nói không gài mới quay lại quay video chung với mẹ vợ ha. Tưởng đang ở miền Tây chứ. Mà có điều mà cái này tay gì không biết nữa. Hồ mặc chà, thế gì mặc chà. Giới thiệu với mẹ vợ nha. Đây là ruột bò với ruột heo nha. Cái hồ. Đây là ruột bò. Nhìn thế gì. Đó là heo. Rồi, mời mọi người nha. Này, miếng lá vô. Đó, bò nó thích ăn cỏ cho nên là giờ tôi cho nó ăn cỏ nè. Ăn cơm mẹ? Không. Giảm cân hả? Cơm rồi. Cảm ơn. Đủ ăn rồi Nhi, đủ ăn rồi. Nói xin lỗi mẹ nghe em mua sợ thấy hơi ít không. Mà này nó dây dách ăn gì cũng được à. Chồng muốn gì mấy cơ ra cho xin lỗi. Mấy chứ, chồng muốn gì mấy chứ. Nhậu mẹ. Nhậu bia. Ghế của nhậu rồi. Ngon mà. Ngon nè. Ngon rồi. Nó giòn giòn. Dai dai. Món này nấm nấm ăn mới ngon nè. Ăn thử miếng ớt đi mẹ. Ăn rồi. Thấy. Dao hả? Dao đã kìa. Đỡ cầm nữa. Gì vậy trời, có khi nào nó hắt miệng bàn xuống mương không? Cái gì vậy? Tự nước hít. Làm miếng nè. Rồi thôi. Để yên tĩnh gì ăn đi, nhúc nhích và ngồi gớt thật. Ta đã duyên của chuyện gì thế? Làm miếng hành ngâm tương nè. Ngon thiệt mọi người nha. Nó dai dai, nó giòn giòn. Ồ, có chút mềm nè. Mêu dạ. Mêu. Chồng con nói ớt cay, cay mà có cay gì đâu. Rồi. Mà sao bằng ớt Việt Nam được? Gì ba? Cái này là nó giòn ở ngoài nó mềm trong ăn ngon hay mẹ ha. Làm miếng cơm vô. Măng tây ngâm tương ăn giòn giòn ngon mà. Hành tây với măng tây đâu. Nhiều như mắt rồi tê. Chân chân đó. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Đây nè. Ông nói hên quá. Để con bỏ qua cho mẹ vậy. May mắn là con với mẹ ăn ngon. Không có được cái gì bự hết. Được.
gớt thì cho nó vô họng con luôn. Chồng con gắt hơn mấy nhỏ nè. Nhai cho dễ. Nhai cho dễ. Cái đó lòng nó dai rồi. Bự quá nhai không nổi. Bự quá nhai không nổi. Chế diễm quá. Dạ. Dễ thiệt là biết thương mẹ vợ. Ăn chứ đâu về. Gắp cho mẹ là ba miếng nhai mỗi miệng chơi. Cơm này cơm nhà mình đó mẹ. Cơm này cơm gạo mình đó hả? Rồi cho tao dẻo như trộm nít trong giờ. Nhớ nhẹo rồi. Ăn gạo rồi khỏi ăn cơm nít. Mẹ ăn lá này mới giữ nè. Ăn lá này được không? Ăn được lá này không? Nồng nồng nó ăn đã lắm. Chạy hả? Nồng nồng ăn đi. Nồng nồng bố sao muốn chồng cái gì không ăn? Để bắt dứt ông chồng tôi làm lần hai ba miếng nhai cho đã gì. Ông cắt gì miếng chút béo như mặn con cò ăn vậy trời. Nhai vậy nhai gom rít nó ruột mà rồi bự. Ngon. Cái mùi này cháy kìa. Hả? Dâu. À, ổng hỏi hai Dượng khỏe không? Xạo quá ba ơi, ngày nào cũng gọi điện video call với người ta mà hỏi. Ô ba. Mến ơi, video call nói nhanh là. Hải mến à. Làm mấy xa cách lắm vậy. Ngày gọi điện 80 giác về đạt khỏe không? Xin lỗi, em không phải hẹn người giải chăm được. 이모부 퇴근하고 내도 또 내 퇴근하고 내가 갑인데 그래 저녁에 핫도그 먹고 이게 병력 이게 말랑 통한게 병력으로 이렇게 그러니까 알잖아. 응. 왜 모른 척해? 아, 뭐가 모른 척? 그냥 요즘 잘 지내요. Tao nói đi làm về ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho anh gửi mấy cái emoticon đấy mọi người. Tại vì hai người không có nói chuyện được với nhau hết nên là gửi mấy cái emoticon qua lại rồi dùng Google dịch rồi. À, 그럼 여러분도 저랑 대화하고 싶으면 카카오도 깔아가지고 아이디 만나겠지. Ông nói ai muốn trò chuyện với ổng thì để lại ID Kakao Talk đi rồi ổng kết bạn vô nhắn tin cho. Không biết miếng tiếng Việt nào hết trơn mà làm như dịch vậy đó. Nhắn tin để dịch đó. Ăn này giòn giòn đã mẹ. Cái ruột mà giòn giòn đã à. Trúng vô miếng ớt cay cay. Chồng muốn cái mồm mồm. Tỷ tỷ. Cái 어때요? 응? 오랜만에 왔으니까 어떻냐고. 여기 지금 생활이 지금. Để hỏi mẹ hôm qua đây lâu lâu qua chơi lần thấy sao? Cũng vậy. Tôi có sức phải anh mà bên Nam bên Nam Bali có sức phải. Bên Nam Bali có cái sức phải. Ông hỏi mẹ muốn ở đây hay là muốn về nhanh. Con nói mẹ muốn về Việt Nam gần chết luôn. Ngày hôm qua tôi bắt cái bà nhạc đó. Anh bên Nam Bali có sức mà cái thấu nó này nhạc này cả. Ông nói nghe nói mẹ muốn về Việt Nam để lẹ nghe buồn quá trời, tự nhiên thấy buồn quá trời. Nó buồn bà vợ quá trời. Nhà cửa không ai mà anh về. Không chồng muốn gì thì còn cái nóc mà được rồi lo vậy cũng còn cái nóc thôi. Yêu mù thế quay thì kịch ta chẳng muốn câu nào vậy. Ông nói mẹ đi rồi để ông rước hai Dượng qua không biết rước bằng cách nào mà. Có được hãy nói nha. Giấy tờ hợp lệ rồi ta có cho nhà nước có cho rước là một rước. Phải mà tiên mà rước được là tiên rước cả dòng họ đi làm hết rồi mọi người. Là người ta chỉ cho bảo lãnh cha mẹ với anh chị em ruột là hiện tại á. Còn Dượng gì là không có bảo lãnh được.
Ngày hôm qua đi bắt mấy bài nhạc của Paribana như là Hương Tóc Mã Non, Chiều Tím Hoàng Hôn, và mấy bài gì? Trong cái mới được rồi. Chiều qua phà Hậu Giang rồi phải làm con cái bánh tre rồi hành trình trên đất Phù Sa đó mọi người. Trời, ăn ớt vô cay quá. Xong cái nghe đâu chừng là muốn bụi hết không? Vô phòng. Trời ơi nhớ nhà quá. Ông mà bị cái nam bố của ship tè. Mẹ nói mẹ nhớ Việt Nam. Nên tụi ba mẹ nói sôi đi lên tra. Nhớ ngủ quốc cái nhà của. Để nó hàng chi ban đêm nghe ai khóc hụ. Nghe ai khóc hụ. Hàng chi. Nam tổ chắc hát sao mà chả. Chi ăn cố sạch kết tình chả. Ăn cố sạch kết sạch. Ai u, nhà chim gà đi nai đây chú. Đừng để về áo anh dưới gà đi cho mẹ ở đây. Ô, anh mang à, ô bao cổ bên Nam có xài đây. Chíp chíp kia cổ. Yếp bè, yếp bè chíp chíp có xíp ta. À, nhìn, cứ chíp bè xa ra. Ông mang ra ghiếp cổ. Ghiếp cổ, ô hãy mua đây kìa. Ừ, ok. Hình đây. Chẳng muốn những cái gì mang cầm đấy, những cái gì tôi ôm một nhà tôi thì tôi đã lâu quá. Chừng nào mẹ gì ông nói là chừng nào ok rồi chừng nào mẹ gì bỏ thì ông qua đây lại. Ừ, rồi ok vậy được ha. Ăn miếng sỏi mẹ. Bây giờ tiêu. Bây giờ ăn lại mẹ. Bây giờ ăn lại cái ăn lại mẹ. Còn bánh nè. Ngon á. Cái này mỡ dữ lắm phải không? Chẳng muốn ngủ đi chứ chứ. Ăn rõ chứ nè. Giòn gì không có mỡ rồi. À. Giòn gì ngon. Mình để thôi mẹ phải ăn cái này không? Ăn được. À. Nó hay da anh rất thôi. Lên cơ hà. Cũng nó mỏi à. Ừ. Không nhận con niềng ra mà có ăn cái dưỡng được chân lạ thì. Nó đi lấy một cái gì à? Cái gì nó ra? Nếu đúng nghe, đúng không? Ông nói là ông nhớ cái trà Vĩnh Tây quá. Sang gặp 50 đó. Muốn đi trà Vĩnh Tây quá. Nếu là tôi không biết tôi là người Việt Nam hay là ông người Việt Nam. Nè, muốn nhớ cái gì không? Không, mắc cười như thế chứ không nói gì đâu. Ừ. Chị Tây có bà bánh da nó thích phải. Tăng của chị lâu không? Nói không phải. Không phải cái bà bánh da. Tăng của chị chứ hả chị ta? Đổi ra gì mà? Đừng hiểu ra. Thế mà chị cũng không nghe cái đồ gì mà. Dẫn nghe ngọc tăng của 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 chú được ra. Tự nhiên cái người ta đi chợ cứ nói người ta đánh nó bây giờ. Không phải gì. Tăng của bánh da. Chẳng cực, đó là một phê của một đậm rồi. Coffee shop. Coffee. Coffee mày gồ. Không phải luôn. Coffee mặt cái mắn đề. Một miếng. Ông nó xưa múc cổ kìa mà ăn ra cà chua kìa ra món nhớ món ăn Việt Nam. Phải kiểu mà ngồi sáng ngồi cà phê rồi nói chuyện này chuyện nọ rồi tán gẫu rồi á. Mà không biết tiếng Việt mà phải ngồi làm kiểu đó vậy đó. Người ta ngồi Việt Nam, người ta ngồi, người ta bàn chuyện này chuyện nọ, người ta nghe rồi. Cái kia mùa ủy hay mình nhâm nhỉ? Mùa hay mình nhâm nhỉ? Nên là ổn coffee mùa mục chả nà. Ông nó xử lý xích kìa. Khai mẹ.
얼음이나 음료수 먹지. 그러면 뭐 신기한 거 뭐 빵이라든가 뭐 야채라든가 뭐 지나가는 사람 보는 재미. khoái kiểu như mà sáng ngồi uống cà phê xong rồi nhìn người này người kia bưng đồ quá bán á mẹ. À. Nhìn ta đi qua, nhìn ông đi qua, nhìn bà đi lại cho cháu ăn xin dưới trời. Có gì? Imu부나 같이 안 갔을 때, 어? 혼자 오해하지 말고 이모부랑 같이 너 혼자 갔잖아 시장에 무사 서로 혼자 경험을 해가지고 음료수도 사 먹고. Anh Ba Đông đã từng đi chợ một mình nha mọi người, mà không đi xe luôn nha, lỡ bộ luôn đó, lỡ bộ đi chợ từ nhà tới chợ mua cái nón kết thôi đó, với mua nước uống mà khoái cái cảm giác tự lỡ bộ đi chợ gì đó, lỡ cầm cả từ nhà mình xuống chợ cũng 2 cây mà ha, xa lắm đó. Em muốn nhiều nụ lên chưa? Nụ lên nè, này cả to nhưng cả tới cầu với la đổ mà hỏi. Mà kêu lên xe chở gì không lên. Cái Việt Nam 언어가 잘 안 됐었어. 말을 했어. 이 모자는 어디에 있고 어디 상점을 가야 되는지 물어봤는데 까먹었다. 처음에는 외웠거든. 그 거꾸로 베트남 뭐 어디까지 배웠어요? 요즘? 야, 너 학교 어디 다녀? 하고 trắng tay hả? Kế hoạch phá sản này hả? Học hành nha. Nó không vô. Hết vô. Nào, 아니, 거짓말 하는 거. 뻥 뻥 뭐. 배우고 놓으면 아니, 배워 놔도 금방 잊어버리더라고. 이게 원래 내 기억이 나쁜 것도 아닌데. 아니, 갑자기 좀 한순간으로 잊어버려 그냥. 엄마 học cũng quên, học cũng quên. Mẹ còn mấy cái hàng không? Tấn dỗ tiếng Hàn cho anh Đông nể. Giờ già rồi nó hơi lắm cẩm nó mua anh sao vậy? Cảm thấy em muốn là xuất sinh cái này cái kia. Nhớ tôi trả số sim đi. Chúng ta có những cái. Nên Việt Nam là ông chúng trả lời bỏ. Không nhưng mà là cái chính trả lời. Em muốn trả lời bỏ. Cảm thấy. Mọi người. 또 안 되고 지금 또박또박 얘기해도 이게 베트남 사람들이 못 알아듣는다 하니까 아 이걸 어찌 해야 되고 아 이걸 어찌 해야 되고 anh nói là kiểu như là học nhưng mà phát âm nó không ra hồn gì chứ hết phát âm thành ta 이게 phát âm nó không ra cái gì hết trơn á nó không hiểu không nói người ta không hiểu 이게 그것이 중요한 게 아니라 네 말대로 음악이요 도레미 파솔라미 목소리가 뭐 중요하대 목소리 아니면 오빠 혀 cái lưỡi của anh nó phải lắc léo rồi nó phải nghe nó phải mà trở qua trở lại như bánh tráng rồi bánh tráng không được vậy ôpa ba ba đôi miệng chồ he ôpa heo trong khung nào cả cái lưỡi hơi bự sao đi gọt cái lưỡi lại đi cắt cái lưỡi hơi chát là bắt đầu cái năng ớt nhiều vô cô chú mày nó mất rồi em muốn xe cho rồi mai trả sự sao em muốn xe tới đi cô chú mày nó một chân nào ăn ớt nhiều lột lưỡi nói như sáo luôn rồi no quá mọi người hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha, đăng ký nhấn chuông like và comment ủng hộ cho kênh Vy1 TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên, tạm biệt mọi người, bye bye, cảm ơn rồi.